Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin sáng ngày 12 tháng 1 của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước đã hoàn thành việc dự trữ hàng hóa cơ bản để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2016. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tập trung dự trữ hàng hóa Tết với tổng số tiền lên tới 20.000 tỷ đồng. Còn thị trường Tết thành phố Hồ Chí Minh sẽ có hơn 9.000 điểm bán hàng bình ổn thị trường với nhiều hàng hóa đặc sản của các địa phương, lượng hàng dồi dào ổn định. Còn tại thành phố Đà Nẵng, năm nay sẽ tổ chức 2 xe bán hàng lưu động phục vụ tại các điểm nóng, khu đông dân cư, đặc biệt là khu công nghiệp. Còn tại Cần Thơ, theo các cơ quan chức năng, với khả năng đảm bảo nguồn hàng dồi dào phục vụ Tết, giá cả nhiều mặt hàng sẽ được bình ổn. Trái với lượng hàng hóa được chuẩn bị dồi dào thì những người đi làm ăn xa đang phải lo lắng với phương tiện để về quê ăn Tết. Mặc dù bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh chưa triển khai bán vé xe Tết Bính Thân, nhưng đến thời điểm này, vé về các tuyến đi miền Trung, miền Bắc vào những ngày cao điểm trước Tết của các hãng xe chất lượng cao trong bến hầu như đã hết. Nguyên nhân được nhiều người cho biết là do sau nhiều ngày chờ đợi xếp hàng mòn mỏi, họ vẫn không thể kiếm được tấm vé xe về quê ăn Tết. Bến xe miền Đông cho biết tình trạng chê vé chủ yếu diễn ra tại những nhà xe tự bán vé. Việc khan hiếm vé một số tuyến đi miền Trung của một số hãng xe bán vé trước không ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng khách và việc khan hiếm này chỉ mang tính chất tạm thời ở một số tuyến. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động sôi nổi, tuy nhiên lại đang tiềm ẩn nguy cơ bất ổn. Đó là nhận định từ các chuyên gia kinh tế. Cụ thể thì năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp cho thuê mua đi bán lại tăng gấp 3 lần so với năm 2014, chủ yếu tập trung vào các phân khúc cao cấp, nhằm vào mục đích mua đi bán lại hưởng chênh lệch giá. Nếu nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp đầu tư trên 50% giá trị hợp đồng mua nhà bằng chính nguồn vốn của mình thì có thể yên tâm. Nhưng trên thực tế, nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp đã vay đến 70% đến 80%, thậm chí có người vay ngoài xã hội với lãi suất cao thì độ rủi ro rất lớn. Đây là nhân tố tiềm ẩn nguy cơ bất ổn của thị trường. Đũa tre sử dụng một lần của Việt Nam xuất sang Đài Loan, Trung Quốc không có chất tẩy trắng. Đó là kết luận sau kiểm nghiệm của Cục An toàn Thực phẩm Việt Nam vào ngày hôm qua, 11 tháng 1. Sau khi trang thông tin điện tử của Bộ Y tế Đài Loan, Trung Quốc thông tin 4 mẫu sản phẩm đũa dùng một lần có xuất xứ từ Việt Nam có chứa chất tẩy trắng, Cục An toàn Thực phẩm đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia lấy các mẫu sản phẩm đũa dùng một lần trên thị trường để kiểm nghiệm các chất tẩy trắng. Kết quả cho thấy là 10 mẫu đũa lấy trên thị trường đều âm tính với chất tẩy trắng. Cục An toàn Thực phẩm sẽ tiếp tục cập nhật thêm khi có thông tin mới. Tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết đại diện các nước tham gia tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bao gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga, sẽ tiến hành một loạt cuộc hội đàm trong tuần này để thảo luận việc ứng phó với vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng tuần trước. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đặc phái viên của Hàn Quốc Hoàng Trung Cúc sẽ hội đàm với đại diện của Mỹ, ông Sung Kim và đại diện Nhật Bản Kimihiro Ishikane tại Seoul vào ngày mai. Các bên sẽ thảo luận các biện pháp song phương và đa phương nhằm ứng phó với vụ hạt thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Sau đó, ông Hoàng sẽ sang Trung Quốc vào ngày 14 tháng 1 để hội đàm với ông Vũ Đại Vĩ, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề bán đảo Triều Tiên. Hiện Hàn Quốc và Nga đang thu xếp cuộc gặp giữa ông Hoang và người đồng cấp Nga Igor Mugulov. Tại diễn đàn chống khủng bố toàn cầu và hội nghị của Liên minh quốc tế chống IS đang diễn ra tại Hà Lan, nước chủ nhà Hà Lan đã chuẩn bị một dự thảo văn kiện nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo giữa các nước, trong đó có việc cung cấp danh sách các đối tượng tình nghi từng tham chiến tại nước ngoài. Với vai trò chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU, Hà Lan hy vọng sẽ thúc đẩy việc khai thác cơ sở dữ liệu tại Tổ chức Cảnh sát châu Âu Europol cũng như tại Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol. Sau khi nhận thấy sự yếu kém trong việc chia sẻ thông tin tình báo là nguyên nhân không thể ngăn chặn được các vụ tấn công đẫm máu tại Paris, Pháp hồi tháng 11 vừa qua. Diễn đàn chống khủng bố toàn cầu và hội nghị của Liên minh quốc tế chống IS có sự tham gia của 250 đại biểu đến từ EU, Interpol, Europol, Liên Hợp Quốc cùng đại diện cấp cao của các chính phủ các nước. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa cho biết nước này đang lên kế hoạch cấp giấy phép lao động cho người tị nạn đến từ Syria. Phát biểu tại Ankara, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ Volkan Bokir cho biết nước này đã bắt đầu cấp visa cho những người Syria đến từ một nước thứ ba. Và việc cấp giấy phép lao động cho người tị nạn Syria sẽ góp phần giảm số lượng người di cư Syria bất hợp pháp có thể tràn vào châu Âu. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang có thỏa thuận với Liên minh châu Âu về việc cắt giảm lượng người di cư vào EU để đổi lấy khoản hỗ trợ tài chính trị giá 3 tỷ euro.
Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.